Xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục review sản phẩm, và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một sản phẩm mới. Đối gọi nhất không may bất ngờ của mình sẽ mang đến cho các bạn là gì? Đấy chính là sản phẩm TV thuộc dòng sản phẩm siêu điệp viên GG Bong. Và trên tay mình đây là một sản phẩm TV đầu tiên tại Việt Nam. Và đây là đánh giá đầu tiên nhanh về sản phẩm này. Một sản phẩm rất là chất lượng, cứng cáp, là sản phẩm hợp tác của hãng Winsing, của công ty Asing. Và đây là sản phẩm thứ hai của review trên kênh của chúng mình, là nhân vật nữ duy nhất trong đội hình nam dụng xe heo siêu điệp viên, đó là chú heo Phoebe. Đây là một cô gái rất là tài năng và mạnh mẽ bộ phim này, và chắc hẳn các bạn sẽ rất thích trong bộ phim sắp tới. Các bạn có thể thấy ở đây là dòng có Zip Flipping với logo của công ty Asing, chính là sản phẩm chính hãng được bán tại các hiệu cửa hàng, hiệu sách, hệ thống App Store trên toàn quốc. Bây giờ mình sẽ thử khám phá bên trong sản phẩm này có gì nhé. Xem nào. Cách tháo thì có vẻ khá là đơn giản thôi. Và như các bạn thấy trên tay mình là sản phẩm được xây biến hình Phoebe. Có thể thấy là đây là sản phẩm có chất lượng, làm rất là tốt này. Các bạn nhìn được độ bóng trên sản phẩm rất là đẹp. Và kích thước của một món đồ chơi này có khoảng từ 10-20cm, rất là nhỏ gọn và để tiện dụng, các bạn có thể mang đi bất cứ đâu, đồng hành với mình trên mọi người nhà đường. Và Phoebe thì tạo hình đúng như trong phim, với mái tóc vàng và một bộ váy màu hồng rất là đẹp. Ngoài ra, điều đặc biệt ở đồ chơi lần này chính là khả năng biến hình như mấy lời quảng cáo. Đó là chỉ với một nút bấm đơn giản trên đầu, những chiếc nơ của Phoebe này, các bạn chỉ cần bấm một lần, nó sẽ biến hình. Các bạn thấy đấy, sẽ biến hình thử các bạn xem nhé. Từ một nhà người chuyển thành trạng thái truy đuổi thành xe rất là hay. Và với chiếc xe nhỏ gọn này có rất nhiều tính năng, các bạn có thể dùng nó để di chuyển, đi lại để chơi rất là vui với các bé nhỏ tuổi, và cũng có thể dùng biến hình để mang theo người bất cứ lúc nào. Với cái dòng sản phẩm này, các bạn có nhiều hơn một công dụng. Ngoài việc có thể tự chơi, tự biến hình, các bạn có thể mang đến trường, móc vào chìa khóa, móc một cặp rất là đẹp, rất là đáng yêu phải không? Nếu mà nhiều bạn đi học, ta hãy móc vào chìa khóa này. Đôi khi, ta có thể móc cả vào điện thoại nữa. Rất là đáng yêu, rất là dễ sử dụng. Ngoài ra, nhiều bạn có thể móc cả vào chìa khóa đi học này, tiện dụng đúng không? Và theo mình đánh giá qua thì sản phẩm Phoebe này khá là dễ chơi, dễ sử dụng. Và đây là một nhân vật yêu thích nhất trong bộ phim này đó. Với các bạn nào thắc mắc về sản phẩm này thì mình mua sản phẩm này với giá là 148.000, với giá rất là rẻ với một bộ phim hay như thế này. Và các bạn có thể thấy toàn bộ sản phẩm này mang đến rất nhiều tiện ích, nhiều tiện năng. Và với bạn nào muốn là người đầu tiên sở hữu sản phẩm Phoebe này, ngay hôm nay các bạn hãy like, share clip này, và biết đâu các bạn sẽ cơ may trở thành một trong những người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu sản phẩm chú heo siêu điệp viên Phoebe. Còn đợi gì nữa, hẹn gặp lại các bạn ở review tiếp theo. Xin chào. Mọi thông tin chi tiết các em vui lòng liên hệ miền Bắc 090-221724, miền Nam 090-221726, hoặc truy cập fanpage chú heo siêu điệp viên. Các em hãy like và subscribe kênh Cartoon Thế Giới Hình nhé.